quên đêm khuya để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai người về chiều mưa hay nắng sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò buồn mong người người hay chăng người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta kẻ hỏi đưa người về hay thầm người đưa tiếp cặp loa rất là nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Pol Audio. Đây là một trong những model loa của hãng Pol sở hữu luôn hai cái súp nằm trong thùng loa và điện áp 115V. Với cấu hình của cặp Pol Audio này sở hữu chiều cao lên tới 1m1 và có chiều sâu 35cm và trọng lượng 60kg. Và đồng thời sở hữu thùng vân gỗ rất là đẹp. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay với cặp loa khá là đẹp này. Khi mà trưng bày phòng khách cho những cặp loa này thì tôi có thể nói rằng nó là một trong những cái cặp loa cây ở phân khúc tầm tiền vừa phải nhưng mà nó rất là sang trọng và rất là đẹp và cấu hình của nó rất là khủng. Mời anh em cùng theo dõi. Với chiều sâu của cặp Pol Audio đến từ Mỹ sở hữu 35cm và có chiều cao 1m1. Nó được trang bị rất gọn gàng và rất là đẹp mắt. Phần mặt đằng trước của cặp Pol Audio được trang bị nguyên một quả bát trung trầm với đường kính 18cm và một quả siêu chép titan, hay gọi là chính xác hơn là titanium. Nó thể hiện cái tiếng chép của nó này rất tốt và nó rất là lớn. Có thể so sánh những dòng chép này với các dòng chép của Boss thì cái chất âm của dòng Pol nó thể hiện hay hơn Boss rất là nhiều. Và đồng thời chúng ta thấy rằng với cái logo của Pol Audio, anh em quan sát chi tiết này, Pol Audio được trang bị luôn mỗi một loa có một cái bóng điện báo về phía mặt trước. Như vậy chúng ta thấy rằng ở trong loa của nó tích hợp luôn cả âm ly. Và đặc biệt thiết kế thùng loa của cặp Pol này được trang bị nó là thùng ma trận. Ở trong của nó rất là nhiều ngõ ngách từ trên xuống dưới và nó được trang bị nguyên cái lỗ hơi của nó đánh thẳng xuống phía dưới đáy và nó tỏa về bốn phía. Ở đây thì phần trong chính giữa của nó có một cái lỗ hơi rất là lớn và có một cái chóp nón lại úp ngược lên và khi đó tiếng bát của nó sẽ lan tỏa chia đều ở phần xung quanh ở vị trí của thùng loa. Rất là đẳng cấp và thiết kế khá là kỹ. Đây là về phía đằng sau. Chúng ta quan sát rằng ở trên mỗi một loa nó được trang bị luôn một con âm ly rất là khủng. Chiếc loa bên phải và chiếc loa bên trái cũng một con âm ly y chang như vậy. Và nó sở hữu điện áp của nó là 115V. Mời anh em cùng quan sát chi tiết.
Với phần bên trên thì chúng ta thấy rằng trên cặp Pol Audio này được trang bị bảng đấu dây. Tại sao nó lại có 4 cầu loa? Ở đây thì nó thiết kế theo chế độ có thể đánh bida, có nghĩa là đánh độc lập. Anh em chơi đánh 4 cầu thì anh em thừa thấy được rằng nó sở hữu nguyên hai cầu bên dưới thì đảm nhiệm cho giải trầm và bên trên thì đảm nhiệm cho trung âm và check. Như ở đây thì tôi đang kết nối hai cầu nối song song với nhau và đánh theo một âm ni. Và lưu ý rằng với phần này thì nó đảm nhiệm cho giải trung âm. Còn đặc biệt về giải trầm của nó thì được thiết kế riêng phần âm ni trong loa, có nghĩa là gọi là súp. Và nó sở hữu điện áp 115V như thông tin anh em theo dõi trước máy quay. Chúng ta sẽ cắm vào điện 115V bởi vì dòng này nó của Mỹ thì điện áp của nó là 115. Và khi anh em bắt đầu tự đấu dây từ trên âm ni, không cần phải âm ni công suất lớn, chỉ còn cần công suất nhỏ thôi, đảm nhiệm cho phần trung âm và phần check. Và khi chúng ta kết nối điện áp vào thì phần âm ni đằng sau loa này nó sẽ hoạt động và nó sẽ kích hoạt cho giải trầm của nó chạy với cái chất âm của nó rất là tuyệt vời. Tiếng bát của nó thả sâu xuống lòng đất và rất mềm. Anh em thừa thấy rằng các dòng loa của Pol thì cơ bản tiếng bát của nó đã sâu và mềm rồi. Và đặc biệt những cái boden mà được trang bị nguyên súp theo loa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi một cây loa này được trang bị luôn một cái súp điện và có luôn volume điều chỉnh đằng sau. Ở đây tôi đang test thì tôi chưa cần cắm cái đường out vào để phát huy tối ưu nhất cái đường trầm của nó, mới sở hữu khi bật điện lên thì nó mới sở hữu 50% trầm thôi. Nhưng mà anh em đã thấy rằng tiếng bát của nó rất là kinh khủng rồi, có thể đặt giữa những căn phòng lớn tới hàng trăm mét vuông, nhưng mà cái tiếng bát của nó cứ thả ình ình như lỗ tai, nghe rất là đã, hoàn toàn không có một chút cảm giác khó chịu hay là bị tức ngực nào, bởi vì tiếng bát đặc trưng của dòng loa Pol sở hữu gân mút cao su. Và với cái thùng ma trận kết hợp với hai quả trầm nằm luôn trên hai cây loa, nó rất là đẳng cấp. Đây là thông số chi tiết của cặp loa Pol này. Và công suất của nó như vậy, chúng ta thấy rằng nó sở hữu chế độ auto watt rồi. Bên ngoài anh em chỉ cần con âm đi cỏ khoảng vài triệu thôi để chạy cho giải trung âm và giải check. Nó không cần phải âm đi công suất lớn và nó rất là dễ ghép, không kén chọn âm đi. Và đường trầm của nó hoạt động độc lập. Như vậy chúng ta khi anh em muốn nghe lớn nhỏ giải trầm thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ở đây. Lưu ý rằng khi mà cắm điện thì nó mới hoạt động có 50%. Còn khi chúng ta cắm tiếp tín hiệu vào đây ở đường in subwoofer thì nó sẽ hoạt động tiếp 50% của trầm còn lại. Khi đó thì tiếng của nó rất là kinh khủng. Những căn phòng khoảng 5-70 mét thì anh em hầu như kể cả thậm chí tới hàng trăm mét như tôi đang mở thì chúng ta chỉ cần mới cắm điện vào thôi, nó đánh đã rất kinh khủng rồi. Hầu như là chưa cần phải dùng tới chế độ 50% của đường trầm nữa. Như vậy anh em có thể thấy được rằng đẳng cấp của một cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp Pol Audio này, nó rất là đẳng cấp và đồng thời nó có luôn trầm với phân khúc tầm tiền, nó ở ngưỡng vừa phải với một cặp loa còn mới và đẹp tới 90-95% đến từ Mỹ và sở hữu điện áp 115V. Nó có phân khúc tầm tiền ở ngưỡng 17,5 triệu đồng, trong khi chúng ta sở hữu được luôn một cặp loa và đồng thời nó là một quả, hai quả siêu trầm rất là khủng. Anh em có thể sở hữu cho karaoke cũng khá là tuyệt vời với cặp loa Pol Audio sở hữu chiều cao 1m1, chiều sâu 35 và có trọng lượng lên tới 60kg. Bây giờ tôi lại mời anh em cùng quay trở lại thưởng thức với một chút nhạc tiết tấu nhanh hơn và mạnh hơn để thấy rằng chất âm của cặp loa này nó thể hiện rất là đẳng cấp và rất là uy lực. Anh em quan tâm thì can theo số điện thoại tôi đã ghi ở trên kênh YouTube cũng như là Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định cũng như là Phi Hoàng Audio Nam Định. Và anh em nào chốt được thì can trực tiếp cho hai số điện thoại mà tôi đã ghi trên hai trang. Và với mức giá ưu đãi nhất có thể thì chúng ta anh em quan tâm đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi thì tôi sẽ ưu đãi cho anh em một mức giá tốt nhất. Bây giờ mời anh em lại cùng quay trở lại thưởng thức với bản nhạc rất là tuyệt vời này với sự thể hiện của cặp Pol. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền tụi chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi ra bao la có biết bao con thuyền phải lấn ngang về bên anh không bờ nào sông chỉ đêm thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.